con này thì ok nhé mọi người nhé. Ok chưa mọi người? Đó, bây giờ mình sẽ đắp vào nhé mọi người nhé. Có thể thắp sáng cả đêm rồi. Cái này nó hơi tối một tí. Bây giờ mình sẽ kiếm thêm. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với thời bất cải nhé. Hôm nay mình sẽ làm một video để chia sẻ với anh em một cái mẹo nhỏ, một cái chia sẻ hay trong cuộc sống của mọi người nhé. Hôm nay là mình sẽ hôm nay là mình sẽ chỉ cái bóng đèn 24 24W, 240W sẽ xuống đây mọi người nhé. Đấy, 222V, 220W xuống 5V nhé mọi người nhé. Mọi người nhớ xem, cái này là cái bóng đèn hỏng rồi mọi người nhé. Đây là bóng đèn hỏng rồi. Thì hôm nay mình sẽ chỉ một cái bóng đèn 25W nha mọi người nha. Mọi người hãy theo dõi kênh của mình nha. Mình làm video nó hơi lâu một tí, có gì các bạn thông cảm nhé. Vì mình không chỉnh sửa. Nếu mà chỉnh sửa thì nói làm gì nữa đúng không mọi người? Cái bóng đèn này là mình đã ấy rồi nhá, trong nó mình đã bỏ ra hết rồi, bởi vì cái này bóng này là bóng hỏng rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào, mình sẽ bỏ cái bóng đèn này ra, mình chế thành một cái bóng đèn 5V nữa mọi người. Mọi người nhớ xem hết video mình nhé để làm được. Ô khó thế, vừa mình mở ra dễ dàng thế này, lúc vào thì dễ, lúc ra khó này. Mình phải bóp cái này vào mọi người. Đấy, bóp cái này đấy ra rồi nhá. Đây đây, mình đã bỏ hết cái ruột của nó ra rồi nhé. Mình bỏ hết cái ruột ra rồi nhé mọi người nhé. Bây giờ là mình sẽ chế cái bóng này vào trong cái này, cái bóng led của cái điện thoại này nhé. Đây nhé, nhìn nhé. Đó, mình sẽ lấy bóng led ở trong cái điện thoại hỏng này nhé. Đây nhé mọi người nhé. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây này, hai cái này này. Đó, mình sẽ lấy cái này này để chế cái bóng đèn này này với cả cái củ sạc này nữa nhé mọi người nhé. Mình phải cần cái củ sạc này nữa để mình làm. Đó, các bạn hãy đón xem mình làm nhé. Nếu mà các bạn xem video của mình mà các bạn tua thì bạn sẽ không hiểu đâu là mình làm như thế nào. Các bạn hãy xem hết cái video này á thì các bạn sẽ làm được như mình luôn. Đấy, những cái này là thoại này thì nó không có đồ sửa nữa thì mình mới phá ra mình mới làm được. Chính là cái máy này là
nó vẫn còn sống nguyên đấy mọi người ạ. Cái này mình phá ra mình làm mình chơi các bạn xem thôi. Đây nó có cái ốc ở đây là mình sẽ tháo ra nhé mọi người nhé. Mình tháo hai cái ốc này ra thì mình bỏ cái main ra được. Cam đây. Bây giờ mình sẽ bỏ hết các cái này ra nhá. Bỏ cái cam này ra nhé mọi người nhé. Đấy. Mình làm mà buổi tối này nó không rõ có gì các bạn, mọi người thông cảm nhé. Vì là ban ngày thì mình không có thời gian mình làm. Đó. Ban ngày mình không có thời gian mình làm ấy. Mình đi làm suốt. Nên là mình không có thời gian mình làm cho mọi người xem. Để mình tối này thì mình mới làm cho mọi người xem được. Đó. Các bạn hãy theo dõi mình làm nhé. Cái này mình sẽ bẻ ra nhé mọi người nhé. Ở cái này thì mình cũng không cần thiết nữa, cái men này. Đó, mình sẽ bẻ cái này ra. Mình chỉ để một cái khung sữa này ra. Cái men này thì vẫn sống nguyên đấy. Nhưng mà mình không cần thiết đấy, CPU đấy. Mọi người ạ. Mọi người nhìn rõ không? Mọi người nhớ theo dõi từ đầu đến cuối nhé. Đó, mình sẽ bẻ đến cái này thôi. Đó, mình sẽ bẻ đến mỗi cái này thôi. Bây giờ để mình thử xem nó cái bóng này nó còn sống hay là chết nhé mọi người nhé. Chắc là nó còn sống bởi vì là cái men này nó còn sống mà. Đây này, bẻ từ cái men này ra này, nếu nó còn sống chắc chắn là nó sẽ còn sống. Mọi người chờ mình, để mình lấy cái sạc lại thử. Cái này vẫn còn sống mọi người ạ. Đây bây giờ là hiện tại là mình sẽ hàn cái dây vào đây nhé. Mở đây nhé. Tìm dây thì khó nhỉ. Rồi mình lấy đi. Đây mình sẽ lấy ở cái dây này nhé mọi người nhé. Mình thông cảm nhé, mình hàn lâu không dùng nó bị thế này này. Bây giờ là mình sẽ cho cái hàn thiết của đây nhé mọi người nhé. Không biết cái cổ thiết của mình cho mình một xíu. Mọi người thông cảm với mình nhé, vừa về là máy mình nhìn nó quay video á, nó không được đẹp như ban ngày, thì mong mọi người xem ủng hộ mình nhé. Đó, thì bây giờ á là mình sẽ hàn thiết của đấy cho mọi người nhé. Yêu quý mình thì
Nhớ cho mình một like, một share, một đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Để mình làm cái video hay hơn nữa. Mình rất thích chế những cái nọ cái kia lắm, nhưng mà thời gian mình không cho phép mọi người ạ. Có gì mọi người thông cảm với mình. Vì cuộc sống là mình phải đi làm thêm ấy. Thì bây giờ tối mình mới được làm mọi người ạ. Chứ ban ngày, nếu mà được làm ban ngày thì nó sẽ nét, sẽ rõ hơn mọi người ạ. Đó. Mọi người có gì mọi người thông cảm với mình nhé. Làm ban đêm thì nó sẽ không được nét cho lắm. Đó. Vì là mình làm á, là nói chung là mình thì mình rất là thích chế cái nọ cái kia lắm, nhưng mà thời gian nó không cho phép mọi người, vì là cuộc sống của mình là còn phải làm để kiếm ăn kiếm sống nữa mọi người. Mình cũng rất mong mọi người ủng hộ mình để mình làm ra những video hay cho mọi người xem. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn, là các bạn nào đã suốt thời gian qua đã ủng hộ mình. Mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình khi ban ngày thì mình đi làm, mình thì mình ban đêm mình mới được ở, mình mới được làm đấy mọi người ạ. Đó, có gì thì mọi người thông cảm cho mình, bởi vì là mình thì mình muốn làm ban ngày cho nó rõ nét, nhưng mà thời gian không cho phép mọi người ạ. Đó, thời gian không cho phép mình làm, bởi vì là mình ấy, là cuộc sống đã khổ từ bé rồi mọi người. Mình cũng rất mong mọi người là ủng hộ mình. Mình cũng trải qua rất là nhiều khó khăn rồi mọi người ạ. Nên là mình thức khuya dậy sớm thì nói chung là mình cũng nói thật, mà tâm sự thật với mọi người luôn, là mình làm có khi làm đến 11, 12 giờ mình mới ngủ, 5 giờ sáng mình nó phải dậy rồi, 6 giờ, 6 rưỡi mình phải đi làm rồi mọi người ạ. Vất vả khổ sở lắm mọi người ơi, chứ không phải sướng gì đâu. Cuộc đời đó, cuộc sống nó không giống với cuộc đời mọi người ạ. Mình cũng mong mọi người là ủng hộ mình và chia sẻ cho mình. Đôi khi cái cuộc sống này thì ai cũng thế thôi. Những người nếu mà như những người ta có thời thì mình không nói đúng không? À, như mình nhé, mình không có, mình phải vươn trải, mình phải đi làm ăn khắp nơi mọi người ạ. Có khi mình phải đi làm xa để chỗ nọ chỗ kia. Mình cũng mong mọi người ủng hộ mình để mình làm ra những video hay mọi người ạ. Mọi người mình nhớ ủng hộ mình nhé, để mình làm ra những cái video hay và hữu ích cho mọi người xem. Thôi xong rồi, lại cháy cái bóng rồi mọi người ơi, buồn thế thế này.
buồn lắm mọi người, biết làm cách gì để cuộc sống nó trôi chảy. Bây giờ mình sẽ hàn cái này vào nhé mọi người nhé. Bây giờ mình sợ cái bóng này nhỏ quá, sợ nó chết. Ôi sao xong rồi, đứt rồi mọi người ạ. Thôi không thành công rồi, đứt rồi, hết thành công rồi. Thế là mất toi rồi mọi người, mất toi cả mớ công sức của mình làm rồi. Xong thế là cuộc đời đã đi toi. Thế là xong rồi, không được gì rồi, thôi đứt rồi, thôi mình không bao giờ bỏ cuộc, mình sẽ làm việc khác, mình cho cái này mình bày cái khác, mình không bao giờ thì mình thề bỏ cuộc, không mọi người nhé. Mình đã thua, mình không thể bỏ cuộc luôn. Thua kiểu này mình về kiểu khác. Mọi người chờ mình xíu nhé, anh em chờ mình xíu nhé. À, bây giờ là mình sẽ dùng cái led của con Samsung này nhé mọi người nhé. Bây giờ họ thì mình cũng có đấy, mình nhưng mà mình không dùng, mình muốn dùng sơn giã để châm, để cho mọi người biết để tận dụng nha mọi người nhé. Họ mình có đấy, mình không dùng đâu ạ. Mình sẽ đốt đến bao giờ nó chảy cái đấy ra đó. Đó, mình sẽ đốt cái này để cho nó nóng lên, nóng lên bao giờ nó chảy ra thì mình sẽ cho nó ra, cắt nó ra cho mọi người nhé. Mình thua kèo này thì mình bày kèo khác, mình sợ gì đúng không? Mình không bao giờ mình sợ. Thuốc kèo này mình bày kèo khác. Giờ nó ra chưa? Ôi ra, ra rồi mọi người. Rơi xuống rồi. Ok nhé, bây giờ mình xuống lên nhé mọi người nhé. Giờ mình sẽ thử xem bóng này nó còn sống hay là chết mọi người nhé. Để mình khỏi đèn xì, chán đốt cháy đèn xì luôn mọi người ạ. Cái cục sạc đi, à đây đây. Cái này thì chắc là xong rồi mọi người. Vì nó không, vì nó cháy rồi. Mình hàn quá tay quá nên là nó bị cháy cho mọi người ạ. Đây, mình sẽ thử cái này nhé mọi người nhé. Mình sao cho cái này lên trên để mình thử xem. Sẽ thử cái cục sạc này nó có điện hay không nhé mọi người nhé. Nhiều khi mình cắm nó không ấy chứ.
không có thật mọi người. Mình sẽ giúp ra mình cắm cho vào. Có gì mà mình cắm cắm nữa. Vì mình ban đêm rồi mình không thể quay hết cho mọi người xem được. Đây nhá mọi người nhá, sáng nhá. Mọi người sẽ xem nữa nhá. Mọi người xem mình nhá. Sáng chưa nhá. Sáng nhá mọi người nhá. Đó, sáng rồi nhá. Đó, sáng nhá mọi người nhá. Thì bây giờ là mình sẽ hàn dây vào. Xong mình để mình nối mọi người nhá. Video của mình nó hơi lâu một tí, có gì mọi người cố xem hết video giúp mình nhé, giúp mình nhé, để biết được cách để làm cái này nhé mọi người nhé. Làm thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà mọi người không biết là mọi người không biết thì mọi người sẽ khó hiểu, nên là mọi người hãy xem hết video của mình thì mọi người mới biết được cái này nó như thế nào nhé mọi người nhé. Bây giờ là mình sẽ hàn đây nhé mọi người nhé. Có gì mọi người thông cảm mình tí, tự một mình làm thôi thì hơi khó, có người cầm máy cho quay thì nó sẽ dễ hơn, tự một mình làm thì nó hơi vất vả tí, mọi người thông cảm. Hơi khó khăn một tí mọi người, thì khó khăn thì mình khắc phục thôi, chứ biết làm nào được đúng không? Chứ cuộc sống mà. Nếu mình muốn làm được thì mình phải cố gắng thôi đúng không ạ? Chứ cuộc sống thì không ai cho ai một cái gì hết. Thì mình chia sẻ cho mọi người hữu ích, thì mọi người nhớ chia sẻ cho bạn bè, mọi người chia sẻ cho bạn bè của các bạn nhé, chia sẻ cho bạn bè của các bạn. Nếu hay thì mọi người nhớ like, share và comment cho mình được không nhé mọi người nhé. Trời ơi nó bé quá, khó khăn một tí mọi người ạ, bởi vì nó bé tí hơi khó hàn, nó không có cái giữ mọi người ạ. À, đây. Lần nào cũng hết rồi thì thôi mình phá hủy cho nó hủy hết luôn đi, cho vào đây hàn cái chiếc hàn cái dây vào đây để cho nó ngáo xíu đấy ạ, thì có nó cho có thiếc lắm mọi người ạ, thì nó mới dính được. Ok bây giờ là mình sẽ hàn cái dây này. Mình sẽ cho thiếc vào dây này nhé mọi người nhé.
ok, mùa dày này nhé, mùa nhé. Dày thứ hai nhé. Mọi người cố gắng xem hết video của mình nhé. Video của mình sẽ hơi dài mọi người ạ, nên là mong mọi người cố gắng xem ủng hộ mình một tí để biết thôi bây giờ là to rồi mọi người ạ, kìm không mang rồi. Không biết làm nào được bây giờ đây. Bây giờ không biết làm nào được. Thôi cứ kệ. Mình cái hàn vào đây. Đây nhé mọi người nhé. Mình sẽ hàn vào nhé. Đây là cái bóng lép của cái điện thoại Samsung nhé mọi người nhé. Một giây rồi, chả biết nó có ăn không, nấu không. Còn một giây nữa. Đây. Mình sẽ hạn nốt cái giây này vào. Sẽ hơi lâu một tí đấy, mọi người cố gắng theo dõi nhé. Sống cũng sống cái cuộc đời chẳng mọi người ạ. Hơi khó một tí. Khó phải cố gắng khắc phục. Người khổ chứ khó thế nào. Mình nó bé quá mọi người ạ. Trời đất ơi.
Thử thế nào. Chào tất cả mọi người nhé. Tại vì nó cũng cứ vắng rồi. Buồn thế nhỉ. Buồn thế đấy mọi người ạ. Mùa hạn không nên mùa hạn nữa. Là ăn xong 1 giây nhé mọi người nhé. Mọi người quay lại cái cũ thôi mọi người ạ, cái kia nó cũng bị cháy rồi, con thua nó bé quá. Bây giờ là mình sẽ quay lại cái cũ rồi của cái con máy tàu ấy nhá.
Bây giờ mình sẽ hàn vào đây. Mình xem thử nó có lên không. Đây video mình thì mình làm trực tiếp mọi người nhé. Mình không cắt ghép chỉnh sửa gì đâu. Có gì mong mọi người ủng hộ mình. Bây giờ mình sẽ cho cái này lên, mình thử xem nó có ấy không, bóng này nó còn sáng không hay là nó cũng là chết nốt rồi. À, đây vẫn còn sáng một bóng lên mọi người ạ. Đó, bây giờ lại em nhé. Bây giờ mình sẽ chế vào trong này nhé mọi người nhé. Mình sẽ cần một cái củ sạc nữa. Mình chế vào đây nhé. Mình sẽ chế một cái củ sạc nữa. Mình sẽ thêm một cái bóng này nữa cho nó sáng đấy mọi người nhé. Đây, mình sẽ thêm một cái bóng này nữa cho nó sáng nữa. Mình thử cái này xong cái nào là âm cái nào dương mọi người nhé. Mình sẽ cho cả cái bóng này vào cho nó sáng chứ mà trong một cái này thì nó không sáng thì nó cũng không thua thì nó sẽ không sáng vì cái bóng này nó có một tí, bóng này nó có sáng một tí thôi. Đây là bóng led của lợi máy tàu này. Ừ, cũng nhầm rồi, nhầm tay cho mình ạ. Đây dây mình hàn nhầm dây này. Dây dương dây âm rồi nhưng mà không sao. Cái này thì mình có thể chuyển sang được. Mình hàn thì mình biết mà. Đúng không ạ? Phải là mọi người ạ. Thế sao vậy? Sao lại không lên nhỉ? Mình sẽ thử hết nha mọi người nhé. À, thật đấy. Lúc lên lúc không là thế nào nhỉ? Buồn rồi đó mọi người ạ. Nó chỉ lên. Sao bên này, sao ở đây lại không lên là thế nào? Dính vào đây mọi người. Thì mình sẽ hàn thêm cái này vào nhé mọi người nhé. Hàn thêm cái bóng đáp của cái điện thoại này.
bật đèn pin của cái điện thoại này này. Mình rút điện ra đây. Mình rút điện ra đây, xong mình hàn vào cái này. Để nó sáng một tí. Chứ cái này không thì cũng không sáng đâu mọi người ạ. Bởi vì nó bóng này nó có mỗi một bóng này nè. Hơi ấy. Mình một tay cầm thì hơi khó. Cái gì các bạn thông cảm nhé. Làm cái gì được rồi. Giờ mình sẽ phải hàn vào cái củ sắn đó mọi người ạ. Đây, bây giờ mình sẽ tháo cái củ sắn này ra nhé. Bây giờ mình thả cái củ sạc này ra đó. Cái đầu huyết to của mình ở đâu? Mình dùng cái này ra. Để mình tháo. Mình dùng cái này để mình tháo mọi người. Đấy nhá. Cái này là mình sẽ hàn vào đây nhá. Nếu mà ai theo dõi cái video của mình là sẽ biết cái này là mình cho vào đâu rồi. Cái này là mình làm cái củ sạc dự phòng của cái điện thoại rồi mọi người ạ. Nếu mà ai theo dõi mình là sẽ biết cái này rồi. Cái này ra nhé. Trước là nó ở cái này mọi người ạ. Làm nhổ ra nó bị đứt. Giờ mình phải chuyển đến trên này. Các bạn nhìn thấy không? Cái đường mạch này là từ dưới này lên trên này. Thì bây giờ mình hàn thẳng vào trên này cũng được. Quan trọng nhất mọi người nhé. Đây là âm. Âm là bên này dương. Ở dương bên này rồi. Thì mình sẽ hàn vào đây nhé. Cái dây này nó bị đổi chiều nên là mình phải hàn ngược lại mọi người ạ. Cái dây này nó bị đổi chiều rồi. Mình phải hàn ngược lại nhé mọi người nhé.
Thế nha mọi người nha, bây giờ mình sẽ hàn mát này. Cái này là dây mát nha mọi người nhé, không phải là dây dương đâu nhé, vì là nó là vừa bị mình hàn ngược ở trên kia rồi. Bây giờ mình sẽ hàn dây nguồn vào nha, mình sẽ hàn hai dây nguồn vào ạ. Mình sẽ hàn hai dây nguồn vào thử xem nữa. Đây một dây mọi người nhé, đây một dây nữa này. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ hàn chiếc vào nhé mọi người nhé, hàn chiếc của cái dây để mình nấu thử và cắm thử vào cái nguồn này xem nó có lên không. Đó. Thì mình mới biết được nó có lên hay không. Nếu là nó không lên thì mình lắp vào, thì mình tháo ra tháo vào nó khổ mình chứ. Đấy mọi người. Đó, bây giờ thì mình sẽ mồi thiếc vào cái dây này nhé. Mồi thiếc vào cái dây này. Đây một dây rồi nhé mọi người nhé, đây dây thứ hai này. Mình sẽ hàn thêm chiếc của nó nha mọi người nhé. Đó, bây giờ mình sẽ mồi chiếc vào cái dây này. Mình sẽ mồi chiếc vào cái dây này nha mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ hàn vào đây nhé, hai cái dây này, chắc là hai cái dây này rồi đấy. Mình sẽ hàn thêm cái thiếc vào đây. Mình sẽ thêm cái thiếc vào đây nhé mọi người nhé, để mình hàn thử cái nguồn vào của nó.
Ok, một cái thôi nhé. Cái thứ hai nhé mọi người nhé, chân thứ hai nhé. Giờ mình sẽ hàn vừa đây nhá, mình thử xem nó có chân này nó có hiệu quả không, nó còn dùng được không mọi người nhé. Ok, một xay này, đây thứ hai này. Ok, đã ngon rồi. Bây giờ mình sẽ cắm điện nhá. Mình khuyên mọi người là cắm điện này, mọi người rất cẩn thận nhé. Cẩn thận cho mình nhé. Cắm mọi người cầm nên cầm cẩn thận vào. Mọi người nên cầm cẩn thận vào cho mình nhé, không nó giật ra đó mọi người ạ. Mọi người cầm cẩn thận vào cho mình lúc khi mình thử á. Ok nhé mọi người nhé. Đây bóng này là sáng, bóng này thì chưa sáng này, à tuyết dây rồi mọi người, đây sáng nhé. Ok nhé, rồi okay. Bây giờ mình sẽ cho vào cái bóng đèn, mình để chỉ có cái bóng đèn này nhé mọi người nhé. Đó. Mọi người hãy theo dõi mình làm nhé. Cái bóng này là sẽ tiết kiệm điện rất là nhiều cho anh em luôn, bởi vì là mình cũng vậy. Mình ấy nghĩ là bởi vì là mình ấy hay thắp điện cả đêm ấy, mình muốn tận dụng là không tốn điện nhiều mọi người ạ. Mình muốn sử dụng cái nào nó không tốn điện nhiều, thế mình mới làm video này cho mọi người xem. Thế nên là mình cũng mong anh em ủng hộ mình và chia sẻ cho mình. Cái nào mà mình không biết mà không ấy làm không nên thì của mình cũng rất mong mọi người ủng hộ và comment cho mình biết, để mình còn tham khảo, để mình còn xem xét và làm những cái video mới và không để mắc lỗi mọi người nhé. Mình mong mọi người ủng hộ mình.
là khó mọi người ạ. Bởi vì nó như cồng kềnh, không phải là cồng kềnh, cái thứ nhất là nó cồng kềnh được quần kéo vào nữa, thứ hai nữa là nó bé khó hàn. Rất là nóng tay, mình cũng phải chịu thôi. Khó đấy mọi người, hàn cái này. Cái này làm, mình làm cái này dù này mình phải kiên trì mọi người ạ, không thể nóng vội được. Chỉ cần nóng vội thì không thể làm ra một cái việc gì hết, ai cũng thế thôi, làm cái nghề nào nó cũng vậy thôi mọi người ạ. Làm cái gì thì cũng phải kiên trì, làm đến lúc nào nó bằng được thì thôi, chứ mình đừng có bỏ cuộc. Bỏ cuộc giữa chừng là sẽ không được, làm cái nghề nào nó cũng thế thôi mọi người ạ. Mình thì không bao giờ hề mình bỏ cuộc nào, làm cái gì mình làm phải bằng được thì thôi. Đó, mình nên là mình mới chia sẻ cho anh em làm cái nào nó phải làm, nó phải hoàn thành nhiệm vụ, làm cho nó chậm chậm nhưng mà nó chắc, đừng có làm ẩu và là tua mà ghép, thì nói chung là mình cũng không thích được cái đấy đâu. Mình nói thật sự với anh em luôn, thế là mình làm mình thật, không phải hề giả dối một cái gì nhé mọi người nhé. Đó, mình làm video bằng thật luôn, không phải chỉnh hay chỉnh sửa gì. Kể cả làm nghề gì cũng thế thôi mọi người, làm chậm nhưng mà nó chắc là tốt rồi. Vội vã hấp tấp làm đi không bằng làm lại, người ta nói rồi, người xưa nói có sai đâu, đúng không ạ? Mình thổi cho nó nguội một tí nhá, xong bây giờ mình cảm nhận thử xem có ra hai bóng chưa. Mất công làm xong cái nào mình thử thử cái đấy luôn nhé mọi người nhé. Mọi người rất cẩn thận nhé, mình để ra bên ngoài không cho mọi người nhìn thấy, trong mọi người bảo là mình làm nguy hiểm quá, làm cái này là rất là cẩn thận luôn. Đây mọi người nhé, lên đó mọi người nhé, ok nhé. Giờ mình sẽ lắp vào cái bóng to này nhé. Bây giờ mình sẽ chế vào bóng to này nhé mọi người nhé. Đây, mình đã để sẵn ở đây rồi nhé. Đó.
Mình đã để sẵn ở đây để mang lại nhé. Đó, bây giờ mình làm sao để cái này nó vừa ở đây. À đâu, cái này mình phải chỉ cái này làm sai bên này nè. Hàn cái thiết ra đây đã. Đây ạ, dính vào đây đã. Người nhìn rõ không ạ? Đây nhé mọi người nhé, mình hàn vào đây cho nó chắc chắn nhé. Đó, cái này nó là nhựa chống cháy nên là nó không cháy được mọi người nhé. Đó, mọi người cứ hàn yên tâm. Mà bây giờ mình sẽ hàn một cái ở đây nữa chống cháy. Nhưng mình chống cháy nó chỉ cháy thôi, nó chỉ nóng vừa vừa thôi mọi người. Chứ không phải hệ chống cháy hẳn. Cháy cháy ra, cháy ra, gọi là chống cháy nhưng mà cháy rồi mọi người. Mình sẽ hàn vào góc rồi nhé mọi người. Khó khăn đấy, khó khăn gì thế. Giờ mình sẽ đục lỗ thì trên cái dây vào trong nhé mọi người nhé. Đây là một lỗ này. Còn đây là một lỗ này. Nên mình cạo cái này ra một tí. Cắt cái này ra một tí xong rồi. Sợ nó không lắp được đấy. Ok nha mọi người nhé. Mình sẽ luồn một cái dây ra đây. Mình lại phản xạ vào cái bóng điện của mình nó không sáng. Có gì mọi người thông cảm nhé. Với đêm rồi thì mình vẫn cố gắng làm hết video cho mọi người xem. Đó.
Thì rất mong mọi người ủng hộ mình xem hết video của mình. Đó, mình sẽ luồn vào đây. Đó, mình sẽ luồn vào đây với mọi người nhé. Cái luồn cái lỗ mình đã đục thủng rồi nhé. Mình sẽ luồn lên trên này, mình sẽ hàn vào đấy. Rồi, ok, đã lên rồi. Bây giờ mình sẽ hàn cái dây này vào đây. Sẽ hàn vào dây nhé mọi người nhé. Ôi trời sao? Buồn chứ nhỉ? Sẽ cho tiếp vào đây thử xem đã mọi người nhé, vì cái này dây này nó bẩn, hàn nó cũng không ăn đấy. Hàn sẽ nhô lên một tí nữa mọi người. Thôi chỉ là khô một tí, kéo nó lên một tí nhỉ. Ok, đã cứng rồi anh ạ, còn thế này nữa. Giờ mình sẽ cắt chỗ này đi nhé mọi người nhé. Cắt cái chỗ này đi một tí đi, nó dài quá.
tuổi luôn. Làm chết luôn rồi. Mọi người không nhìn thấy đúng không? Mình sẽ trả thiết được vào. Để mồi nữa. Mình rất mong mọi người ủng hộ mình để mình làm ra những video hay, tuyệt vời, hữu ích cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ hàn vào đây nhé. Từ chứ vội vàng thế. Mình sẽ rút cái này ra tí nó dài. Đừng nó lên thế này, hàn cho nó dễ. Trời đất ơi. Kiểu nó gì quá đi mọi người, nó không ăn chết, nó cùi quá. Buồn thế. Thank you.
Buồn thật đấy. Ăn không ăn được. Bây giờ mình sẽ gắn vào nhé, gắn cái này vào nhé, mình sẽ thử xem đã nó có được hay không ạ. Nếu không được thì đã mất công ạ mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tháo cái bóng ra nhé. Đây là một đường ngon. Chắc là nó dính vô đây mọi người. Dính vô đây thì mới bị thế thôi. Ok, mình sẽ làm lại nhé. Mình không bao giờ mình thua cái này được. Vừa nãy là nó dính vào đây.
Thì nó mới bị thế thôi. Mình sẽ kéo cái này lên một tí nhé. Xin thử nó nguội. Mình lại cho thử một phát nữa nhé mọi người nhé. Thử đắp lên nhé. Vậy như vừa rồi không? Phát này thì ok rồi nhé mọi người nhé. Ok chưa mọi người? Đó, bây giờ mình sẽ lắp vào nhé mọi người nhé. Có thể thắp sáng cả đêm rồi. Cái này nó hơi để tối một tí. Bây giờ mình sẽ kiếm thêm một cái bóng mình hàn vào đây nữa. Giờ mình sẽ lắp cái bóng này vào nhé mọi người. Sáng mức độ này nhé. Sáng đến mức độ này. Ok chưa? Có sáng luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ cho thêm cái bóng nào đấy. Kiểm tra xem có cái bóng nào để thêm vào cho nó sáng. Cái bóng kia mình đi đâu nhỉ? Thôi, tạm thời như thế mọi người ạ. Tìm cũng thấy rồi, khó. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây nhé. Lắp hoàn thành cái bóng bóng đèn nhé mọi người nhé. Mình sẽ cho tí keo vào đây nó chắc ăn nhé, không có đợi lòng đồng đồ đồng đèo nhé. Cho tí cho con voi vào một lần nhé. Đấy. Cho con voi vào nó chắc không nó lỏng.
Mình sẽ gắn cố định nó vào đây nhé. Đây, mình sẽ gắn cố định vào đây mọi người nhé. Đây, mọi người nhé. Đấy, gắn cố định nó vào đấy. Cái con voi dán vào nhôm này nó đau khổ lắm. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện cái bóng này nhá các bạn nhé. Đây là cái bóng này mình sẽ gắn vào đây. Mình cũng dùng keo con voi gắn vào. Chính như cái tay cầm vậy. Ok, bây giờ mình sẽ lắp vào nhé. Bây giờ mình thả con bóng ra mình thử như thế này nhé. Ok chưa mọi người? Nếu mọi người thấy video này hay, nhớ like, nhớ share và comment dưới video cho mình nhé. Và cuối cùng nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình mọi người nhé. Đó. Để mình làm ra video hay hơn nữa. Bây giờ mình sẽ thắp cả đêm đi, cả đầu cả dây đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Ok chưa? Sau này mình sẽ làm một cái video làm về bóng điện này nhé. Thì mình sẽ không làm về cái bóng điện này, mình sẽ làm về cái pin, cái bóng điện để cầm đi theo mọi người nhé. Đó. Mọi người thấy hay thì nhớ comment và nhớ like, share, nhớ comment cho mình nhé mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau nhé. Chào tất cả mọi người.